Vào giờ ngọ Ba Khắc, ngay trước thời khắc khai đao, một vụ kỳ án được tuyên đình trảm, vụ án được lật lại, phạm nhân có thể thoát khỏi án tử hình. Nhưng nguyên cớ nào đã dẫn đến tình hình kịp thay đổi? Kỳ án được lật lại trước lúc khai đao giờ ngọ Ba Khắc. Vào giữa những năm Quang Khải, thời Hoàng đế Đường Hy Tông, và Đại Thuận, thời Hoàng đế Đường Chiêu Tông, tại huyện Bảo Trung xảy ra vụ án trộm mộ. Huyện lại nghiêm khắc thúc giục phá án. Tội phạm bị bắt là người của Triệu gia. Anh đã nhận tội, hơn nữa còn giao cả tang vật đã lấy. Huyện lệnh tuyên án xử trảm. Nhưng bất ngờ, ngay trước khi hành hình, vào lúc giờ ngọ Ba Khắc, đột nhiên tiếng sấm ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, mưa to không dứt. Dân chúng đi xem xử trảm phải chen chúc dưới mái hiên của nhà dân trên phố để tránh mưa. Mọi người vừa lau nước mưa trên người, vừa thầm lén bàn tán. Ông trời đổ mưa to trước khi hành hình, e là có oan tình gì đó. Đúng lúc này, trong đám đông, một vị phu nhân đột nhiên ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Mọi người vội vàng vây quanh. Có người nhận ra nàng chính là thê tử của phạm nhân, vội vàng nói: "Mau cứu bà ấy, để bà ấy đến pháp trường gặp chồng lần cuối." Tình tiết bất ngờ. Khi mưa vừa tạnh, đám quan binh lại đẩy phạm nhân ra pháp trường. Quan giám trảm cho phép vợ phạm nhân lên tự biệt. Vị phu nhân bèn quỳ gối ngay trước đài xử trảm, khấu đầu kêu oan. Đúng lúc đó, một nam hán tử cao to từ đám đông chạy thẳng lên trước đài hành quyết, khiến đám sai dịch giật mình sợ hãi. Vị hán tử vung tay áo hét lớn, âm thanh chấn động cả pháp trường: "Chuyện đào mộ đều là một mình ta làm, vương pháp sao có thể cho phép lạm sát người vô tội? Các ngươi không bắt ta đây, lại muốn giết nhầm người tốt." Đột nhiên lại có người bước ra chịu chết thay cho phạm nhân. Vụ án bỗng chốc trở thành một vụ án kỳ lạ. Là người vợ xuất phát từ lòng yêu chồng, điều này còn lý giải được. Thế nhưng một người lạ không liên quan gì lại đứng ra chịu tội thay là vì điều gì? Đây là chuyện mà người quan trọng, tình tiết vụ án có sự thay đổi. Vì thế quan giám trảm tức thời hạ lệnh đình trảm, đem tình tiết vụ án trình lên trên. Lật lại kỳ án. Vụ án được trình báo lên quan phiên soái để phúc thẩm. Phu nhân họ Triệu được gọi tới thẩm tra. Nàng khai rằng chồng của nàng là một người thích sưu tầm đồ cổ, nên trong nhà cất giữ rất nhiều đồ cổ. Người buôn đồ cổ và bà con làng xóm đều biết sở thích của chàng. Một năm trước, chàng bị bắt đi do một số quan sai nói rằng chàng đào trộm mộ. Lần cuối cùng, nàng đến thăm chồng trong ngục. Chàng đã bị đánh đến không còn ra hình người, không thể chịu đựng nổi. Chàng đành khai rằng đồ cổ trong nhà là do trộm mộ và bảo nàng đem giao cho quan phủ làm tang vật. Nhưng không ngờ chàng không những không được cứu, lại còn bị xử tội chết. Sau khi nghe xong, phiên soái cho gọi vị hán tử vào và hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao đến gánh tội thay?" Hán tử trả lời: "Tôi là Đinh Hán, mộ là tôi trộm. Đại trượng phu dám làm, dám chịu, đổ oan cho người khác, để người khác chịu tội thay sẽ bị thiên lôi đánh sét." Hỏi tại sao tôi lại trộm mộ: "Bởi vì ruộng tôi thuê bị ngập nước, không có thu hoạch, không trả nổi tiền thuê, đành phải rời khỏi nhà, đi khắp nơi tìm việc nhưng không có việc làm, chỉ có sức lực của mình, kế sinh nhai phải tính làm sao. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu làm kẻ trộm, thương thiên hại lý, ta sẽ không làm. Đào tường phía đông trộm nhà phía tây, nhà ai mất của mà chẳng sót. Làm người ăn xin chăng? Đường đường là trang nam tử, sức dài vai rộng, chịu sao được khi bị khinh thường. Không có lựa chọn nào khác, tôi mới nghĩ đến việc đào mộ. Tôi càng lớn, làm nghề này rất thích hợp. Tôi không đào mộ của những người tốt. Trước khi đào, tôi luôn thăm dò nghe ngóng, chuyên tìm những phần mộ của kẻ ác nhân, vừa có tiền vừa làm điều xấu. Bọn họ khi còn sống làm chuyện thương thiên hại lý, tận hưởng vinh hoa phú quý. Sau khi chết ăn không được, dùng cũng không được, chôn cất theo nhiều đồ như thế làm gì? Lấy đi cũng không có tội, vì vậy tôi đã làm như vậy. Tôi là người nghèo, biết nỗi khổ của dân nghèo, vì vậy tiền bất nghĩa trộm được đều chia cho họ, có phúc cùng hưởng, có khổ cùng chịu. Gần đây tôi đi nơi khác, có người nói cho tôi biết quan nhân Triệu gia bị bắt và phải hành hình vì đào mộ trộm đồ cổ.
tôi biết đó là án oan, phần mộ kia là tôi đào, bảo vật kia cũng là tôi trộm. Làm sao có thể để oan uổng cho người tốt đây? Tôi khẩn cấp về nhận tội trước khi hành quyết, hãy chém đầu tôi. Quyết không thể chém ông ấy, rất nhiều đồ cổ đào được còn ở trong nhà tôi. Tôi cũng nhớ rõ những phần mộ đã trộm. Các người hãy đi kiểm tra. Viên soái lại cho truyền người đàn ông họ Triệu đã bị định tội chết ra hỏi. Mộ không phải ngươi đào, không phải ngươi trộm, vì sao phải nhận tội chịu chết? Người họ Triệu nói, tiểu nhân chịu đày đọa hơn một năm, thân tâm vô cùng thống khổ, không muốn sống nữa, cho nên bèn để người nhà đem đồ cổ trong nhà ra nhận tội. Viên soái cho kiểm tra đồ cổ trong nhà Đinh Hán, quả nhiên khớp với tài sản bị mất. Mọi việc đã tra ra manh mối, rõ ràng là tra tấn ép cung. Viên soái hạ lệnh trị tội tên cai ngục thẩm lý vụ án, đồng thời phóng thích người vô tội và trả lại tang vật giả. Hơn nữa ông còn xá tội cho Đinh Hán vì đã thẳng thắn nhận tội và tuyển anh làm nha dịch bổ sung. Vì sao giờ ngọ ba khắc có thể lưu người? Đinh Hán vì chịu bước bách của cuộc sống mà trộm mộ, nhưng lương tri trong lòng anh chưa mất. Đối với thiện ác có thể phân biệt rõ ràng. Anh ta kính sợ thần minh, cho dù không bị pháp luật xử tới, anh cũng không làm hại người vô tội, không để người khác chịu tội thay mình. Viên soái khen người anh thẳng thắn nhận tội trộm mộ, nhưng không phải bắt nguồn từ lòng tham, cho nên đã miễn hình phạt, đồng thời giúp anh giải quyết kế sinh nhai. Đây chính là lương tri đạo đức của Đinh Hán đã xoay chuyển vận mệnh của bản thân mình. Xã hội ngày nay hỗn loạn là do đạo đức suy đồi, pháp luật không thể kiểm soát được những cá nhân đã đánh mất lương tri, nên cũng không thể cứu vãn được những mối nguy do đánh mất đạo đức.